À, thùy dương rời việt nam cùng với mẹ hồi 4 tuổi hai mẹ con đi vượt biên thì đầu tiên nhất là đi tới hồng kông và ở đó thì thùy dương và mẹ sống ở trong trại tị nạn 3 năm thùy dương bay về lại cali để mà compete in the finals cho cái chương trình tìm kiếm tài năng trẻ ngày hôm đó anh việt dũng là người uh, mc cho cái chương trình đó you know à, và thùy dương đã được đạt giải nhất trong wow. cái lĩnh vực uh, mc thì you know just great memories khẳng định điều là cái thời vàng son trong cái làng nghệ thuật của hải ngoại it's over yes. nó không còn như xưa nữa yeah. có bây giờ thùy dương tiếc nuối cái khoảng thời gian này. cái cái chữ tiếc nuối nó hơi nó, thì dương không có nghĩ là đúng đối với thùy dương mà chỉ có là cảm thấy rất là biết ơn là đã viết được à. được những cái kinh nghiệm đó trong Đấy. cái thời gian vàng son của nền âm ừ. nhạc việt nam tại hải ngoại <laughs> Sơn Lê xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đến với talk show ngày hôm nay, Sơn Lê muốn giới thiệu đến quý vị một thạc sĩ luật, một doanh nhân tài ba và cũng là một MC nổi tiếng tại hải ngoại, đó là MC Thùy Dương. Trước khi đi vào chương trình thì cho phép Son có một lời yêu cầu nhỏ nhé. sẽ muốn quý vị nhờ quý vị giúp giùm. Đó là gần đây Son để ý là chỉ có 7% số lượng khán thính giả xem chương trình này và bấm nút subscribe mà thôi. Quý vị hãy giúp Son Lê tăng con số này lên đến 10% nha. Cho nên nếu đây là lần đầu tiên quý vị xem chương trình này mà cảm thấy thích thú, mong là quý vị hãy bấm nút subscribe nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình. Thùy Dương, wow, finally. Lâu lắm rồi nha. Phải nói là Son phải chờ. Bao lâu rồi? 6 tháng rồi đúng không? 6 tháng rồi mới bút được một cái show này với Thùy Dương. Đó nha. công dân là you so busy. No, Thùy Dương rất là cảm ơn Son đã rất là thích phục cũng như là kiên nhẫn để mà follow up cùng với Thùy Dương cho cái chương trình ngày hôm nay thì Dương cảm thấy rất là cảm động và ừ. à, rất là vui là có mặt ngày hôm nay cùng với Son. Cảm ừ. ơn cảm ơn uh, Thùy Dương nhiều nha. Phải nói là Son chờ rất là lâu khi mà Son bắt đầu mà dự tính làm một cái talk show ừ. như thế này đó ừ. thì Son có viết xuống những người mà must have, ừ. must have guest list thì Thùy Dương là một trong những người đó. Ừ, mà khi rồi. mà Son có cơ hội phải đó Son Son gặp Thùy Dương nhiều lần rồi. Son có đi làm phóng sự và Thùy Dương là MC trong nhiều cái chương trình đó đúng không? Ừ cũng nói chuyện với thùy dương qua một vài lần à son rất là muốn mời thùy dương lên đây nhưng mà thùy dương busy quá nhưng mà hôm nay rất là vui rất là vui luôn là finally mình có thể ngồi xuống đây để mà nói chuyện một người phụ nữ việt nam gốc úc châu bây giờ là người mỹ vừa là thạc sĩ luật vừa là một cô mc nổi tiếng mà bây giờ vừa là một doanh nhân thành đạt vì bây giờ mình bắt đầu từ đâu đây hay là mình bắt đầu từ thỏi bé của thùy dương đi Okay. À, cái điều gì làm cho Thùy Dương Nó ảnh hưởng đến cái cá tính của Thùy Dương Cũng như là à, tất cả những gì mà Nó hình thành một con người như là Thùy Dương hiện nay ừ. Thùy Dương nghĩ rằng là cái câu chuyện của Thùy Dương Thì nó cũng hao hao giống với rất là nhiều người Việt của chúng ta à, Thùy Dương rời Việt Nam cùng với mẹ hồi 4 tuổi Hai mẹ con đi vượt biên Thì đầu tiên nhất là đi tới Hồng Kông Và ở đó thì Thùy Dương và mẹ sống Ở trong trại tị nạn 3 năm một trong những cái à, điều đó là trong cái thời gian đó đó à, ở Hồng Kông đó thì người Việt tị nạn của chúng ta được đi ra khỏi trại để mà đi làm thì Thùy Dương còn nhớ là mẹ Thùy Dương làm ở trong một cái factory đồng hồ. Thùy Dương lúc thời gian đó là từ khoảng độ 5 tuổi tới 8 tuổi là cái thời gian mà ở trại tị nạn ở Hồng Kông đó thì một mình à, quanh quẩn ở trại không có bạn bè, không có gia đình khác ngoài mẹ. Mỗi buổi chiều thật sự ra là Thùy Dương đi ra ngoài cái cái hàng rào đó ở cái cửa Chính của cái, cái trại tị nạn đó rồi đứng ở bên ngoài để mà chờ mẹ cho đến khi mẹ về tại vì trong thời gian đó thì chỉ có hai mẹ con. Cho nên là Thùy Dương nghĩ rằng là cái thời gian đó đó nó đã shape uh, Thùy Dương rất là nhiều và Thùy Dương nghĩ rằng là đó, tại vì bây giờ Thùy Dương có con, hai cô con gái 5 tuổi và 8 tuổi và Thùy Dương cứ nghĩ rằng là họ nhỏ bé bổng như thế vậy. Làm sao mà Thùy Dương nỡ để cho họ ở một cái trại tị nạn cả ngày một mình như thế vậy thì tất nhiên là cái đó nó là một cái trường hợp mà mẹ thùy dương cũng như là cái cái hoàn cảnh của mình thôi nhưng mà phải nói là có thể là cái kinh nghiệm đó đó nó là à, một trong những cái điều mà nó làm cho thùy dương trở thành cái con người của mình ngày hôm nay à, đó là một người rất là tự lập à, rất là cần cái sự học hỏi để mà survive does that make sense Right. Yeah, I, I, vậy là uh, lúc đó đi là chỉ có hai mẹ con thôi không có anh chị em gì hết uh, no. oh so you're the only girl yes yes oh. sau khi mà mẹ thùy dương mm. uh, sang bên úc thì mm. mẹ thùy dương lập gia đình và sau này thì thùy dương có một cô em gái giữa thùy dương và cô em gái là 11 tuổi khác nhau wow. uh, nhưng mà uh, cho đến cái thời gian đó thì chỉ có là hai mẹ con một mình thôi ừ. thì tất nhiên là cái này là mình nói về cái hoàn cảnh của thời gian lúc đó và thùy dương tin chắc rằng là rất là nhiều người việt tị nạn như là thùy dương cũng có những cái hoàn cảnh hay là những cái kinh nghiệm hay là những cái kỷ niệm như thế vậy nhưng mà sau này đã khi mà thùy dương lớn lên và nhất là trong những thời gian gần đây đã thùy dương mới hiểu rằng là cái thời gian đó khi mà mình sống ở trại cấm Nó đã là một cái um, ảnh hưởng rất là lớn lao Trong cái con người mà mình trở thành sau này Rất là hay Vậy là lúc đó là Thùy Dương bao nhiêu tuổi? 5 à, so, tuổi tới 8 tuổi Tại vì vào ừ. năm 1990 là mẹ và Thùy Dương được sang bên Úc Theo diện nhân đạo của chính phủ Úc Nhưng mà khi mà khi mà Thùy Dương rời khỏi Việt Nam là Bốn bao nhiêu tuổi? 4 tuổi rưỡi 4 tuổi rưỡi? Yes Oh my god <laughs> cái điều đầu tiên mà nó làm cho son suy nghĩ tới là sao tiếng việt của thùy dương giỏi như vậy? Uh, right. um, How? You nó know, thật sự ra thùy dương cảm thấy như là càng này nó càng ngày nó càng dở. <laughs> <laughs> à, có lẽ rằng là nó bắt đầu với um, cái đam mê âm nhạc việt nam, thùy dương rất là yêu âm mm. nhạc việt nam, cho nên là đó là một trong những cái uh, cách để mà học tiếng việt. bên cạnh đó thì ở bên úc thời mà Thùy Dương lớn lên ở bên đó đó thì có cái phong trào trường Việt ngữ và các trẻ em đi học tiếng Việt vào những ngày thứ bảy chủ nhật đó. Và cái phong trào đó thời mà Thùy Dương lớn lên ở bên Úc nó rất là mạnh. Cho nên là Thùy Dương cũng được đi uh, you như know, học tiếng Việt vào trong những cái ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật đó. Mm. I think that helped. <laughs> It's getting worse though. <laughs> no. Nếu mà worse thì làm sao mà làm là một trong những MC mà nổi tiếng nhất ở hải ngoại đúng không? đếm trên đầu ngón tay thì phải nói chỉ có một vài người thôi ở hai ngoại này đặc biệt là nữ mc nữa, thùy dương rất là giỏi và trong cái lĩnh vực đó rất là hoạt ngôn. đó cũng là như là lần đầu tiên mà son biết đến thùy dương vậy đó. nhưng mà khi mà biết là thùy dương là một người mc thì mình bắt đầu tìm hiểu qua những cái cuộc interview của thùy dương á, được biết là thùy dương cũng là một thạc sĩ luật nữa. bộ <laughs> uh, yes. uh, well, thùy dương lớn lên ở bên úc đó thì uh, ở bên úc khi mà mình học trung học đó. Uh hồi hồi mà Thùy Dương học đó là nó có cái HSC nghĩa là cái điểm nó nó hao hao giống như là SAT right. nhưng mà nếu mà điểm mình cao đủ đó thì những người ở bên úc đó có thể đi thẳng vào học luật so từ 17 tuổi đó Thùy Dương đã bắt đầu uh, law school right. so I did um, a Bachelor of Arts and Laws combined mm -hmm. tại trường đại học University uh, Sydney University là là một trong những trường đại học mà cổ nhất ở bên úc cũng như là một trong những trường luật like the best law school at the time that I was there mm -hmm và sau khi mà hoàn thất cái bằng luật đó, thì Thùy Dương tiếp tục học thêm cái bằng Master of Laws with a focus on uh, human rights and the global economy. So yeah, <laughs> if that means whatever it means, nhưng mà Thùy Dương nghĩ rằng là khi mà nghĩ tới cái 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 ao ước được học luật và cái ao ước đi vào cái ngành đó đó thật sự ra là những cái ao ước đó, đó là, là vì mẹ hoặc là vì gia đình ảnh hưởng Chứ thật ra đó cũng không yeah. phải necessarily là vì một cái đam mê Tuy nhiên là Thùy Dương hồi đó thì rất là yêu literature and, and, and English um, Và cố gắng rất là nhiều Thì khi mà mình được cái điểm đủ cao để mà đi được Đi học ở một trong những cái trường đại học you Như know, nó tốt nhất ở bên Úc Thì mm. yeah of course I was so proud oh. I love the Australian accent Law school <laughs> law Can you say that again? Wait, how do you say in America Like law school? <laughs> like I know uh, water Water <cười> <cười> Vậy là bây giờ là Thùy Dương sống ở Mỹ là được bao lâu rồi? Từ năm 2007 Là Thùy Dương được cơ hội Đi sang bên Mỹ à. Để mà làm việc cho một uh, tổ chức Phi vụ lợi gọi là Voice uh, Ở Washington DC right. Thì cái đó là 2007 Thì đến bây giờ là mình cũng nhiều năm lắm rồi mm. <laughs> Nhưng mà vẫn không có quên được cái 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 accent của Australian ha Thùy Dương không? cảm thấy hình như là quên rất là nhiều Bởi vì khi mà Thùy Dương really? đi về Úc đó là mọi người khi mà nghe Thùy Dương nói chuyện Là ai cũng nói là Thùy Dương à. mất cái accent Úc rồi Vậy đó <cười> <cười> Hình như là Thùy Dương cũng có nhiều cái hoạt động gọi là Về bên trại tị nạn bên Phi để mà cứu giúp những người mà bị kẹt lại đúng không? Khi mà Thùy Dương hoàn tất cái bằng luật đó Và ừ. làm trong một cái công ty luật sư một thời gian rất là ngắn thôi ừ. thì thùy dương nhớ là ở bên úc đó có một cái chương trình gây quỹ của uh, văn phòng đại diện uh, người việt tự do tại úc châu ở bên phi cái đó là cái văn phòng của uh, anh trịnh uh, hội luật sư trịnh hội ừ. thì thùy dương nhớ là thùy dương có gặp anh hội trong cái thời gian đó và anh có cái idea là tại sao lại không sang bên phi để mà làm thịnh nguyện viên trong một ngày đẹp trời đó thì Dương đang ngồi ở trong cái lô office của mình thì cái người partner là cái người boss của mình đang ngồi đó đó mm -hmm. và cũng may là ông ấy mới đi uh, vacation về mm -hmm. ông cho Thủy Dương coi những cái hình của ông ấy đi vacation thì Thủy Dương mới hỏi trong cái thời gian đó Thủy Dương hỏi là oh how do you feel if I go on a vacation for three months to do some volunteer work uh, và Thủy Dương nhớ là ông nói là yes you go and then when you come back your job will be here for you and then I never came back <laughs> <laughs> uh, có rất là nhiều người uh, trong cái chuyến đi Canada hồi xưa mà son có đi thì có một vài người tị nạn đó họ có nhắc đến thị dương họ có gặp thị dương mà họ rất là biết ơn cái công việc của thị dương cho nên yeah. là just to let you know whatever you did very meaningful oh, thank to you. a lot of people thank you i mean Thùy Dương lúc nào cũng nhớ đến cái thời gian mà ở bên phi là một trong những cái khoảng thời gian trong cuộc sống của mình mà Thùy Dương cảm thấy rất là biết ơn và thấy là đó là một trong những cái thời gian hạnh phúc của mình khi mà nhìn ừ. về cái cái quá khứ đó cho nên là yeah I, I, I am the lucky one. <laughs> khi mà qua đến Mỹ rồi á hình như là công việc đầu tiên của Thùy Dương là làm MC đúng không? không Thùy dương sang bên Mỹ để mà làm việc cho Voice ở Washington DC thì Dương oh, được uh, uh, về Voice yes Voice ừ. offer cái uh, giám đốc điều hành của Voice người giám đốc điều hành đầu ừ. tiên của Voice ở Washington DC thì Thùy Dương làm cái công việc đó 2 năm nhưng mà khi mà uh, thưa quý vị là khi mà mình đi từ bên úc đi sang Washington DC đó là phải ừ. ghé qua Cali trước Đúng rồi. That's the first stop. Right. Thì khi mà Thùy Dương ghé qua Cali đó thì trong cái thời gian đó đó trung tâm Asia có một cái chương trình à, tìm kiếm tài năng trẻ. Mm. Thì you như know, là và Thùy Dương cũng muốn được cái cơ hội để mà try that tại vì tất nhiên là lớn lên thì Dương yêu âm nhạc Việt Nam coi những cái video tape, video tape you know, của trung tâm Asia hay là những uh -huh. trung tâm khác thì uh, tất nhiên là khi mà cái cơ hội để mình có thể mình làm việc trong cái hoàn cảnh đó thì thùy dương giơ mm. tay là yes I I I want to try <laughs> uh, và thùy dương nhớ là khi mà đến đây đó thì trên cái chương trình tài Việt ta của anh Trịnh Hội đó là mm. cái uh, semi finals like they were testing to see if I would be suitable sau đó thì thùy dương bay về lại Cali để mà compete in the finals cho cái chương trình tìm kiếm tài năng trẻ ngày hôm đó anh Việt Dũng là người uh, MC cho cái chương trình đó you know yeah. à, và Thùy Dương đã được đạt giải nhất trong wow. cái lĩnh vực uh, MC thì you know just great memories có biết năm đó là năm nào không hình như cái đó là năm 2007 đó son yeah. mà có biết không là Thùy Dương không có một cái chiếc áo dạo hội để mà mặc trong một cái chương trình như thế vậy tại vì tất ừ. nhiên là khi mà mình đi làm việc cho một uh, cơ quan phi chính phủ thì mình đâu có cần những cái áo dạ hội đâu. Thì Thùy Dương còn nhớ là đã Thùy Dương không có một cái áo để mà mặc để mà xứng đáng để đi thi cái chương trình đó. À ừ. uh, actually cái chương trình hình như là của anh Việt Dũng là semi finals and then the finals was on TV at SBTN. Mà uh, lúc đó là thì Thùy Dương vô thi là về lĩnh vực MC hay là lĩnh vực đúng khác? Đúng về lĩnh vực MC. À. Tại vì cái năm đó đó là E-ra tìm kiếm trong 3 ừ. lĩnh vực ca sĩ nè, MC nè và hài, hài nữa. Ừ. Cho nên là Thùy Dương uh, trong cái lĩnh vực MC. Hay quá, giỏi quá. <laughs> Mình cũng lucky là cái năm đó là có cái có cái phần MC chứ uh -huh. những cái năm khác mà Asia ra tìm kiếm tài năng trẻ là chỉ có là ca sĩ thôi. Cho nên là năm đó Thùy Dương nhớ hình như là quốc khanh, quốc khanh thắng giải nhất. Đúng rồi. Uh, trong là ca sĩ, Thùy Dương ừ. là MC. Yeah. I'll tell you a story. <laughs> vì sao hear. mà son nhớ đến cái năm 2007 đó cái cuộc thi đó tại vì lúc đó son là chỉ còn một năm nữa thôi là son kết thúc cái hợp đồng để mà đi lính à, lúc đó là mình ở trong lính cũng 7 năm rồi à. thì một năm nữa là mình phải make decision là mình phải tiếp tục đi hay là mình phải giải ngũ à. thì lúc đó son rất là mê trung tâm Asia mê ghê à. lắm à, cái người favorite của son trên đó là nghệ sĩ Việt Dũng đó mà yeah. qua đời rồi đó uh -huh. son son mê him lắm rồi những cái bài hát của Asia cái bắt đầu khi mà có cuộc thi nó nổ ra thì John mới ghi danh. Ah, à, son nộp đơn mà. You did. Yeah. I never told anyone. It's kind of embarrassing. <laughs> son nộp đơn vô và son có ghi là ok. son rất là mê ca hát. son cũng thích làm này lắm nọ. Bây giờ mướn làm chùi nhà son cũng làm nữa. Oh, I love But that. they turned me down. Oh. They turned me down. That was the final... Um, giống như một cái final test để mình coi coi ok nếu mà trung tâm Asia mà mướn mình á thì mình sẽ ra lính mình không có đi nữa Wow. thì mình bắt đầu cái sự nghiệp mà mình muốn làm nghệ thuật hay cái gì đó okay. à, thì vì đó cũng là một cái niềm đam mê của mình nhưng mà họ không làm nữa à, không mướn mình cho nên là thôi mình tiếp tục là mình đi 20 năm <laughs> wow I, you know cái đó chắc là tại vì mình chưa có duyên đó son <laughs> tại vì hồi I know, đó mình right? có duyên rồi là we could have been on stage together I know well they could hire a janitor right <laughs> I, I could have taken the job no problem <laughs> về sau này khi mà son gặp uh, son có quen vũ ở SBTN đó yeah, à, thì son có chia sẻ cái câu chuyện đó với em thấy cũng cười đấy Hi cũng là một người mà được mướn đó cũng đam mê mà cũng được vô cũng đồng lứa với lại son nhưng mà son lại là son muốn lắm nhưng mà lại không được đúng là cuộc đời nhiều khi mình không có control được ha nhưng mà ngày hôm nay thì son lại có your own show I know. and you are an independent um, you know uh, host all on your own uh, tư dương còn nhớ đó vũ trần đó là khi mà đang làm việc ở bên uh, phi đó hình như cái năm đó là năm 2016 ừ. vũ có sang bên phi và Thủy dương còn nhớ là Thủy dương hỏi vũ là uh, Asia có cần người hay không và cũng là like, can I do an audition tape can I give it to you uh -huh. uh, và vũ cũng là một trong những cái người mà đã lấy một cái audition tape của Thủy dương gửi cho vũ đó để vũ đưa cho uh, ừ. anh trúc hồ và chị thi vân cái này là trước khi cái, cái 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 chương trình tìm kiếm tài năng trẻ đó nhưng mà hình như là hồi đó anh Hồ và chị Vân nói là Thùy Dương nói tiếng Bắc nghe Bắc quá. <laughs> Nhưng Bắc của Thùy Dương là từ từ đâu ở quê ở đâu. Ông ngoại và mẹ Thùy Dương là người Hải Phòng. À. cho nên là 4 năm đầu của Thùy Dương là à, lớn lên ở Hải Phòng. Mm. Yeah. Wow, that's so cool. Có nhớ gì về Hải Phòng không? Thật sự ra cũng không có nhiều lắm. Mm. Cái 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 những cái cái uh, trí nhớ của mình đó, nó chỉ là những cái moments in time. You mm. know, Thùy Dương mm. nhớ ông ngoại, Thùy Dương nhớ cậu Toàn, Thùy Dương nhớ thích ăn quà hay là cái, cái này cái kia nhưng mà cũng không có nhiều về cái hình ảnh uh, thời xưa ừ. tất nhiên là uh, thùy dương nhớ là hồi đó là nhà ở đường kỳ đồng ở đường kỳ đồng thì có một cái bệnh viện ngay trên cái đường đó và hồi còn nhỏ thì còn chạy ra đó chơi giống như là mình có những cái kỷ niệm nó nhỏ, nhỏ như thế vậy thôi nhưng mà nó không có phải là nhớ một cách mà thật là like vivid right thì right. mình đi quá nhỏ mà yeah. uh, nhưng mà nhưng mà khi mà thùy dương làm mc đó thắng cái giải nhất đó đó trước đó thì thùy dương có hoạt động về mc có những cái kinh nghiệm gì về làm mc chưa trong ngành chưa thì cũng không có nhiều à, chỉ có nhớ là sau hồi đó là thùy dương à, khi mà bắt đầu đại học đó thì ừ. à, sinh hoạt rất là nhiều cùng với à, hội sinh viên thì à, khi mà mình sinh hoạt với hội sinh viên thời đó thì có nhiều khi hội sinh viên giúp cho hội trợ tết hay là những ừ. cái những cái chương trình như thế vậy thì thùy dương có giúp trong cái lĩnh vực đó thôi nhưng mà ừ. thật sự ra nó không phải là Intentional nó không phải là ô mình phải làm cái này để trở thành MC, ừ. nó chỉ là mình hoạt động cùng với cái hội và cộng đồng của mình thôi chứ cũng không có phải là official. You know? Right như vậy là mình bẩm sinh đó có khiếu không lắm phải đó. Là, Không phải là bẩm Đúng sinh không? đâu. Rời khỏi Việt Nam lúc 4 tuổi mà nói tiếng Việt rành như thế này vô cuộc thi và là hạng nhất về lĩnh vực MC nữa, đây là một điều không có dễ chút nào. Uh. You know, Thùy Dương thì có một cái câu chuyện này mà đến ngày hôm nay nó làm cho Thùy Dương rất là cảm động đó là ở trong Asia đó là thì mình có chị Thi Vân. Uh -huh. à, thì chị Thi Vân có một người tên là Mợ là một người hình như là một người cô trong gia đình đó thì ừ. Mợ là một cái người mà she's very spiritual and I think she can read the future it's hard to coi bói đồ này kia coi, hả? yeah yeah nhưng mà Mợ giỏi về cái đó lắm cái cái, um, is it, cái, cái linh giác hả? linh cảm hả I, I'm not sure right nhưng mà trước khi mà thủy dương tới đó Mợ có nói với chị Thi Vân đó là Asia sẽ có được một cô em nữ Mm. She's coming, she's coming, and it's happening soon. Đó là Lâm Quỳnh hay là, này chưa? <laughs> không, cái này đọc cái hồi đó là trước khi mà thủy dương tới, à. thủy dương nghĩ rằng là có thể là trong thời gian đó, Asia đang tìm. À. thì mẫn nói là, I, I see her coming, này cô này tốt lắm like she, she's coming và ừ. sau này mợ mới kể cái câu chuyện này với thùy dương chứ hồi thời gian đó thì thùy dương không có biết rồi thùy dương còn nhớ đó là chị nhã quyên là cái người assistant producer của chị thi vân đó chị có kể lại cho thùy dương là cái hôm mà thùy dương đi lên sân khấu cho cái chương trình thi tìm kiếm tài năng trẻ đó thì chị thi ừ. vân lại tưởng là thùy dương thi ca sĩ Uh -huh. so they're like oh oh yeah like like look you know she she looks okay like let let's see what she sounds like uh -huh. and then i started talking as an mc and they're like oh không phải là ca sĩ and then they're like oh mc <laughs> so đến ngày hôm nay thì dương cảm thấy rất là may mắn là mình đã có được những cái kỷ niệm đó tại vì uh -huh. nó um, nó là một trong những cái kỷ niệm rất là đặc biệt tại vì giống như là son nói son rất là muốn được cái, uh -huh. cái 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 kỷ niệm đó mà đến mãi bây giờ son mới được Ừ. và thùy dương được trong cái thời gian đó và nhất là trong cái thời gian mà asia à, hoạt động rất là mạnh mẽ và trong cái thời gian đó người việt của chúng ta còn cuốn quyết à, bên cạnh cái âm nhạc và những cái cuốn dvd những cái à, cds của các trung tâm cái cái thời gian đó nó, nó vẫn còn rất là mạnh thì thùy dương được thấy cái nền văn nghệ tại hải ngoại trong một cái thời gian rất là đẹp yeah. Lúc đó là là không biết là Thùy Dương vô trước hay là Lâm Quỳnh vô trước ta? Dạ Lâm Quỳnh vô trước, à. Lâm Quỳnh hồi, hồi Thùy Dương còn ở bên Úc đó Coi những cái chương trình của Asia là Lâm Quỳnh đã có trên sân khấu ừ. của trung tâm Asia rồi ừ. Lâm Quỳnh bắt đầu với uh, trung tâm Asia hồi Lâm Quỳnh rất là trẻ, 18 tuổi I think so yeah. young Vậy thì khi mà hoạt động uh, trong cái lĩnh vực MC ở Asia đó Thùy Dương đứng bên cạnh Việt Dũng nè, yeah. uh, MC Nam Lộc nè Và uh, không biết là còn nam MC nào nữa không? Chỉ có hai người đó thôi hai người đó là chính rồi hai sau đó chính. hình như là anh hội cũng có ừ. um, tới với trung ừ. tâm Asia không phải là mỗi chương trình mỗi chương trình lúc nào chúng ta cũng có nam lộc và việt dũng right. và và sau đó thì thùy dương được làm việc cùng với anh nam lộc và anh việt dũng uh, sau này mình còn có chị ngọc đan thanh ừ. cũng như là uh, lina cũng lâu lâu cũng quay về cùng với trung tâm sau một thời gian mà lina hoạt động rất là uh, tích cực uh, và còn ai nữa ồ oh, bảo châu nữa Ừ. Yeah. Vậy có những cái kỷ niệm nào thú vị khi mà Thùy Dương làm MC ở đó không? Đặc biệt là với Việt Dũng và MC Nam Lộc Dạ yeah, thì tất nhiên là Thùy Dương nghĩ rằng là một trong những cái may mắn của mình Đó là Thùy Dương được hai người thầy ừ. Họ là hai người thầy tuyệt vời trong cái lãnh vực MC hosting Cũng như là cái đạo đức của hai anh đó là những cái tấm gương để cho mà thùy dương theo ừ. thì đối với anh việt dũng đó thì dương còn nhớ là trong cái chương trình đầu tiên mà thùy dương được đứng làm mc cho cái chương trình đó thì khi mà sắp xếp chương trình đó thì anh nam lộc sắp xếp chương trình cho anh ấy đứng bên cạnh thùy dương hầu hết như là cả chương trình và việt <laughs> dũng chỉ có được một lần thôi xong rồi à, ai là người sắp xếp thì anh nam lộc chứ còn ai nữa Chời sao rồi, rồi anh dũng anh không có nói cái gì nhưng mà anh cũng không có vui xong rồi đến khi mà cái chương cái show nó xong rồi đó mà mọi người uh -huh. đang giống như là chuẩn bị đi về đó thì anh việt dũng anh mới nói là anh nam lộc có cô mc mới anh anh ấy, anh anh dành hết à à bên này không có được cái gì hết á là không có được đứng bên cạnh cái gì hết á <laughs> cho nên là cái show, cái show kế tiếp đó cái show sau cái đó là thùy dương được đứng bên cạnh anh việt dũng nhiều và à. có lẽ là từ cái kỷ niệm đó thì thùy dương được có rất là nhiều những cái kỷ niệm vui à, trên sân khấu cùng với việt dũng anh ấy là một người mà rất là khác với anh nam lộc anh nam lộc thì anh ấy rất là kỹ càng anh ấy chuẩn bị một ừ. cách rất là kỹ càng ừ. anh việt dũng thì anh ấy thích spontaneity nghĩa là trên sân khấu đó anh ấy thích ừ có những cái hả? sự tự do à. để mà trả lời hay là cái sự tự do của những người ca sĩ khi mà mình phỏng vấn đó, anh à. em muốn thấy cái 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 reaction nó rất là tự nhiên ha cho nên là đối với anh việt dũng đó là đó anh sẽ không bao giờ nói cho thùy dương biết rằng là cái script lần này anh sẽ nói cái gì em sẽ nói cái gì mà anh ấy chỉ có nói là ok đây việt dũng sẽ tật 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 thùy dương trả lời tật 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 đó là cái script của việt dũng với thùy dương là chỉ có là như thế vậy thôi chứ không bao giờ là viết xuống trước là ai sẽ nói cái gì anh nam lộc thì anh kỹ hơn nhiều cái văn vẻ của anh ấy nó rất là đẹp cho nên là thùy dương đọc được rất là nhiều những cái câu mà có lẽ là mọi người nghĩ rằng là thùy dương nói tiếng việt giỏi hơn là thùy dương có thể nói là bởi vì cái văn vẻ của nam lộc nó quá là đẹp. Ừ. nhưng mà đối với Việt Dũng đó khi mà đưa script vô cho Thì Vân với cả Trúc Hồ đó là nó không có gì hết, <cười> <cười> nhưng mà ngược lại trên sân khấu thì lại có rất là nhiều những cái kỷ niệm và những cái phản ứng của hai bên nó rất là tự nhiên, à. cho nên là đó là những cái kỷ niệm đẹp, hay ừ. quá. Ừ. Mỗi người một vẻ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà làm sao mà Thùy Dương có thể um, giống như là hòa nhập hoặc là hòa quyện được với cái lối MC của hai, vậy đó là hai người kỳ cựu như vậy được hay vậy? thì mỗi người một vẻ như là ừ. Sean nói đối với những cái script đứng bên cạnh anh Nam Lộc đó thì thường ừ. thường Thùy Dương cảm thấy cái áp lực nó cao hơn để mà mình nói cho nó đủ đẹp cái chữ mà anh viết tại vì anh viết cái văn của anh nó kỹ, rất nó, đẹp nó yeah. kỹ mà nó đẹp mà nó thơ ừ. mà nó, nó 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 thơ văn nó rất là tuyệt vời thì Thùy Dương cảm thấy cái pressure để mà thuộc những cái bài học đó những cái những cái script đó để mà nó mình deliver được cái line for him, because it's so beautifully written, right? right? Tại vì chú cũng là nhạc sĩ mà đúng, đúng không? Rồi, Viết đúng nhạc. rồi, cho nên là... Nhưng mà đối với anh Việt Dũng đó thì đứng bên cạnh anh ấy nó dễ hơn tại vì không cần phải chuẩn bị gì hết á. <cười> <cười> Nhưng mà ngược lại thì nó giống như là... Uh, you know, giống như là... Đụng đầu phang đó. <laughs> you know? like, I, but, but sometimes it's, it's funny and it's it's natural... Uh -huh. à, và, và tất nhiên là thời gian đó thì Asia rất là kỹ với cái lời nói của các người MC thì nếu mà mình nói một cái gì mà Asia không thích thì họ cắt thôi <laughs> chỉ vẫn <phải> cắt <laughs> <So. cười> hay quá yeah. phải nói là khi mà mình làm uh, chương trình đó đặc biệt là quay video uh, như cái kiểu mà son lê hay làm bây giờ đó là mình uh, mình ngồi mình nói chuyện trước ống kính thôi mặc dù là mình yeah. biết là đôi khi mà sao làm cũng trực tiếp có hàng ngàn người đang theo dõi mình mình biết nhưng mà mình chỉ nhìn cái camera nhìn ống kính yeah. thôi nhưng mà khi mà làm MC mà đứng trên sân khấu nó khác à yeah. à mình nhìn xuống dưới là có biết bao nhiêu cái ánh mắt nhìn mình như vậy họ cử động, mình thấy được cái biểu cảm trên gương mặt của họ <laughs> cho nên là sao thấy nó rất là khác luôn đó vậy thì cái lần đầu tiên mà thùy dương làm á thùy dương có bị bị khớp không thùy dương tin chắc rằng là 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 rất là rất là căng thẳng và à, actually chương trình nào cũng vậy nó uhm. nó có một cái sự căng thẳng đối với thùy dương tại vì thời gian đó đó son mình trình diễn hai lần Nghĩa là hai show, show buổi sáng, show buổi tối Và là một người MC đó lúc nào cũng là người đầu tiên để mà make up với cả hair ừ. Thì lúc nào cũng vậy Thùy Dương có mặt ở trong hội trường 5 giờ sáng Và đến nhiều khi 11 giờ đêm, 12 giờ đêm mới xong Đó là một cái khoảng thời gian rất là dài để mà mình phải tập trung và switched on You know? Ừ. So chương trình lúc nào cũng có một cái sự căng thẳng Đối với một người MC như là Thùy Dương Tại vì Thùy Dương cái tiếng Việt của Thủy Dương nó không có dành giống như chẳng hạn Bảo Châu. Thùy Dương không có thể nào đọc cái script, đọc cái prompter giỏi như là chị Bảo Châu. Tại vì chị Bảo Châu là một người xứng ngôn viên. Cái đó là cái that's her, that's, that's what she does for a living. Right. So, đối với một người như là Thùy Dương mà tiếng Việt you như know, là so sánh với các anh chị là rất là dở thì nó có một cái sự áp lực nó khá cao trong cái thời gian đó. Tuy nhiên là bây giờ mình ngồi đây mà mình được nhìn lại thì mình mới thấy là đó là những cái kỷ niệm đẹp mà Thùy Dương wish là Thùy Dương enjoy it more when I was doing it than being so stressed out about it. Does that make sense? Thùy Dương uh, quá gọi là khiêm tốn thôi. Xong thấy là Thùy Dương đâu có căng thẳng gì đâu. <laughs> right. Ngay cả những sân khấu mà không có prompter, thì Dương cũng freestyle rất là uyển chuyển. Thì, um, I mean, tất nhiên là tất nhiên là rất là rất là um, có nhiều cái áp lực uh, thư dương chỉ có nhớ là một lần đó cái show thứ hai mà thư dương được làm việc cho Asia đó là thư dương nhớ là thư dương giới thiệu hai nam ca sĩ, xong rồi y phụng và lại một cô con gái nữa, mà thùy dương không có biết là mình đã nói cái câu nam ca sĩ, ừ. xong rồi thùy dương giới thiệu xong rồi đó, thì không ai vỗ tay và tự nhiên mọi người mọi người cười, thế xong rồi anh nam nói nó là em à em giới thiệu hai nam ca sĩ đó, and then i was like oh! like you like and, and khi mà quý khán thính giả thấy thì dương làm như thế vậy, quý khán thính giả lại càng uh, cười và có, có nghĩa là thương đó, thùy dương cũng uh -huh. là thương đó, xong uh -huh. rồi uh, tất nhiên là thì lúc này vị, là trước mặt khán giả trước luôn trước mặt ba ngàn người xin quý vị cho Thùy Dương làm lại Xong rồi hai nữ ca sĩ and then they're like yeah nó lộn so, nó lại làm gì dữ vậy uh, I know I know nhưng mà, nhưng mà cái funny part was I didn't realize I made a mistake uh -huh. so I was like it's an I, honest I, honest uh, yeah, mistake. I, yeah yeah hai nam ca sĩ Y phương và Y phương and then mm. nobody clapped and they were like oh! <laughs> <laughs> But it was like you know they're actually great memories. Some vui of these ha. Nhiều cái kỷ niệm vui. Có lúc nào mà mình đứng đó mà mình mình quên mình muốn nói gì không? Yes. Yeah. mình phải làm actually, sao? đó là Thùy Dương gặp ông xã của Thùy Dương là à. bởi vì thời gian đó, đó Đức là cái người role cái prompter. Ah, that's oh, why. À right. um, và đó, Thùy Dương thì hao hao giống như anh Việt Dũng đó, mình có cái script nhưng mà lâu lâu Thùy Dương rất là thích được nói chuyện hay là được phản ứng với ca sĩ hay là với khán giả thì nhiều khi Thùy Dương sẽ nói chuyện nó không có nằm trong cái script. Nhưng mà Đức Đúng. đó, người chồng của Thùy Dương bây giờ đó thưa quý vị Và thời gian đó là Đức chỉ là người làm việc cho Asia Mà Đức quay cái prompter đó Đức ừ. lại tưởng là Thùy Dương đang đọc cái script Thế là ừ. anh quay, quay luôn. anh quay luôn Trời Thế ơi. cho đến khi Thùy Dương quay về để, để mà xem là bài hát nào, ca sĩ nào You know, cốt truyện về cái bài hát như thế nào Ai là người nhạc sĩ Mất cái khúc đó rồi Mất hết rồi Mà mà trong thời gian đó đó son phải nhớ là đó, mình làm MC 38 tiết mục bốn chục tiết mục làm sao mà mình nhớ là ai đến trước được uhm. cho nên là Thùy dương còn nhớ là có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà kể cả bây giờ nếu mà mình coi lại những cái video cũ đó sean sẽ thấy cái tay của thì dương nó làm như thế này nè <laughs> <laughs> là 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 để mà nói cho đức là quay lại quay lại lại like, em không biết là bài hát nào kế tiếp <laughs> xong rồi thì dương còn nhớ là thì dương hỏi mọi người là ai là người role prompter vậy thì người ta nói oh đức you know because he's so nice everybody uh. loves đức em like I need to talk to Đức. <laughs> <laughs> ghét quá mày này cưới luôn. Quá ghét. <laughs> yes. Rồi khi mà mình ra dấu như vậy rồi, anh chàng đứng sau quay lại rồi, nhiều khi nó nó take a long time rồi Thì sao? Thì mình mình phải mình phải phản ứng, mình phải tìm chuyện khác để mà à, nói. Lúc đó kể chuyện vui thôi, hay sao? Thì đó, và à. Sean một cái nữa đó là, đó có nhiều khi mình đọc giới thiệu ca sĩ, mình giới thiệu bài hát, mình viết mm. mình 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 nói cái script của mình xong rồi đó, mm. nhưng mà đạo diễn họ chưa có xong. Oh. À, các ca sĩ hay là các dancers chưa có chưa có setup đúng cho nên là đó anh Nam Lộc, Thủy Dương hoặc là Việt Dũng mình phải nhìn cái camera đó nó có cái màu mm. đỏ hay cái màu xanh mm. và nếu mà nó vẫn còn cái màu đỏ mà mình đã xong cái script của mình rồi đó là mình phải tiếp tục mình tìm những cái chuyện khác để mình kể yeah. trong cái thời gian mà họ đang chuẩn bị trên sân khấu oh, và ơi. nhiều khi đó nhiều khi họ ready rồi mà mình vẫn còn đang viết cái mình đang nói cái script đó and they're like you gotta roll you gotta nhân like, lên nhân lên nhân lên mm. so it's like it there was also a lot of like đằng sau sân khấu những cái câu chuyện đằng sau sân khấu mà nó 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 cũng khó đó thì tôi nghĩ uh, nhìn lại bây giờ mình cũng thấy là cái đó cũng hơi khó đó trời khó <laughs> thì á I don't think I can do it it's not for me no I think you can no oh, too much rồi rồi bây giờ thời điểm khi mà mình làm nhiều như vậy bây giờ mà lên sân khấu nó, cái sự căng thẳng nó còn không hay là nó hoàn toàn biến à, mất lúc không, lúc nào cũng còn chứ. Lúc, nào, Sean, nào, cũng còn lúc nào cũng còn Và Thùy Dương không có nghĩ là cái đó là một cái điều xấu đâu Tại vì chẳng hạn như kể cả Don hồ Thùy Dương không biết là Sean đã làm việc cùng với Don hồ I love Nhưng, his voice yeah, I know, me too mm. He's been singing for so long mm -hmm. Don hồ mm -hmm. là một trong những người ca sĩ Đã đứng Kỳ trên sân lắm. khấu mm. Đã đứng trên sân khấu của nền âm nhạc hải ngoại Bao nhiêu năm rồi? 30 năm chưa? 40 năm chưa? Mà kể cả đến ngày hôm nay Trước khi mà anh đi ra sân khấu Cho dù là chương trình live hay là chương trình ghi quỹ trong những cái chương trình cuối tuần mà anh đi ừ. lúc nào cũng vậy đôn hồ vẫn còn hơi run run một chút. Really? Yes. Wow. cái đó nó đó thể hiện giống như một cái sự nghiêm túc trong nghề nghiệp đó. Tôi yeah. nghĩ vậy đó. Yeah. Tại vì mình muốn giống như là mình expect cao quá mình không muốn nó go wrong uh -huh. mình muốn là mọi thứ nó phải chỉnh chu, nó trôi chảy và mình trình diễn mình cống hiến hết mình, yeah. không muốn cái sự gì sai hết, cho nên là cái 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 sự căng thẳng đó, nó vẫn còn đó. Có lẽ là một trong những cái kỷ niệm đặc biệt đối với thùy dương là những cái những cái thời gian mà đi diễn ở bên úc cùng với nhạc sĩ anh bằng và nhạc sĩ việt dũng cũng như là nam lộc, cái đó là một cái chương trình một cái show rất là lớn. Và mình đi tất cả cái tiểu bang Và nó được cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ Của cộng đồng người Việt ở bên Úc đó Thì Thùy Dương được trình diễn Cùng với anh Nam Lộc, anh Việt Dũng Cũng như là bác Anh Bằng ở trên sân khấu Cùng với các ca sĩ của trung tâm Asia Và đó cũng là một trong những cái thua cuối cùng Mà Thùy Dương được đi cùng với anh Việt Dũng Thì khi mà nghĩ lại đến những cái kỷ niệm Thì phải nói là đó là một trong những cái kỷ niệm đẹp Trong cái, cái, cái thời gian mà Thùy Dương được hoạt động Thật là mạnh mẽ trong nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại Right. Yeah. Vậy thì sau khi mà làm cái sự nghiệp uh, MC của Thùy Dương đó Sau khi mà um, Asia không còn hoạt động nữa thì Thùy Dương làm gì? Có những cái sinh uh, hoạt uh, như thế nào? Có thể um, chia sẻ không? Uh, yeah, sure so, Thùy Dương nhớ đó là Thùy Dương trở thành một người mẹ uh, lần đầu tiên vào năm 2016 uh. cô con gái đầu tiên của Thùy Dương tên là Kaya Khánh Tiên Sau khi mà Thùy Dương trở thành một người mẹ đó Thì Thùy Dương có cái ao ước được hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại vì nhất là khi mà mình đã hoạt động trong lĩnh vực vô vụ lợi đó thùy dương tự nghĩ là thùy dương muốn là người viết được cái check để mà donate chứ còn hơn là đi xin bảo trợ hoặc là đi xin những ừ. cái người mạnh thường quân để mà donate cho cái hội tự thiện mà thùy dương hoạt động trong những cái thời gian đó so cái đó đó nó, nó là một cái thúc đẩy đầu tiên để mà thùy dương nghĩ đến làm thương mại thì khi mà thùy dương um, trở thành một người mẹ À, với khai lần đầu tiên thì có một cái idea là một cái đôi giày mà có thể thay đổi hình hài ở trên ừ. cái đôi giày đó thì nó mất thì dương 2 năm để mà invent cái, cái, cái locking mechanism, wow. I had a patent, a utility patent ừ. và à, cái công ty đó được lên Shark Tank và um, từ đó bắt đầu cái đam mê để mà trở thành một người thương mại thành công ừ. sau khi mà thủy dương được lên Shark Tank và trong cái thời gian mà chờ cái kết quả của Shark tranh là mình có được lên trên TV của họ hay không đó, Thùy Dương và ông xã cũng mua một căn nhà ở trên núi. Ừ. Và mình bắt đầu mình sửa cái căn nhà đó. Thùy Dương tính là bây giờ mình mua cái căn nhà này đó, mình cho mướn ở trên Airbnb đó. Thì cái số tiền mà mình đầu tư đó nó cũng sẽ break even. Nghĩa là mình sẽ được một cái căn nhà for free. Mà mình có thể đến để mà cùng với gia đình có thời gian bên cạnh nhau. Ừ. Tại vì con nhỏ cho nên là Thùy Dương muốn họ có rất là nhiều những cái kỷ niệm cùng với ba mẹ. Khi mà tụi này à, lập ra cái công ty Custom Nest đó, sửa xong được cái căn nhà đầu tiên đó, thì trước khi mà mình trả tiền cho cái người contractor, cái người thợ mà làm cái căn nhà đó, đó thì Thùy Dương lại đã được một người khác muốn mua cái căn nhà lại của tụi này mà mua một cái giá nó cao hơn là cái giá mà mình đã đầu tư vào cái căn nhà này. Và sau khi mà hoàn tất được cái căn nhà đầu tiên đó thì là COVID. Thì trong cái thời gian COVID đó thì mọi việc shut down và đó cũng là một cái thời gian đối với gia đình của thùy dương nó là một cái thời gian mà tại vì tụi này ở nhà cả ngày hai đứa con nó nhỏ cho nên cả ừ. vợ chồng được quấn quýt bên cạnh nhau cùng với hai đứa con thì nó cũng ừ. là nó cũng là một trong những cái kỷ niệm trong cuộc sống của thùy dương và trong thời gian đó thì thùy dương quyết định là đi về để mà học interior design và uh, ông xã hồi đó là quay phim đúng không thì tất ừ. cả những cái đám cưới tất cả những cái events nó đóng hết cho nên là công việc làm của ông xã cũng stop cho nên là Đức cũng quay lại để đi học uh, contractors và từ đó đến giờ ông xã và Thùy Dương đã thành lập được một cái công ty Custom Nest mà nó đã trở thành tất cả những cái gì mà Thùy Dương đã mơ khi mà nghĩ đến trở thành một người thương mại. It's like Monday is my favorite day of the week because wow. I am doing work that I love so much and it's like it's, it's not work, it's just hobby that that is a thriving business. Wow, that's amazing. Thank you cái điều mà hạnh phúc nhất là khi mà mình tìm được cái đam mê của mình mà nó còn vui hơn nữa là cái đam mê đó kiếm ra tiền rồi đúng không? Right đúng không? <laughs> Yes Vậy thì chính xác là cái công việc đó là Thủy Dương nói là design cái interior design đúng không? Vâng thì cái công ty của tụi này đó nó có vâng uh, ba hoạt động chính uh. cái thứ nhất đó là mình có khách cần mình phải design cái nhà của họ cho họ sự so right. interior design uh -huh. cái thứ hai là những người khách mà muốn mình sửa cái căn nhà cho họ general construction và cái thứ ba là tụi này cũng đầu tư và invest vào những cái um, địa ốc, tụi này là người we own the asset, mm. we make the improvements and then we sell. So there are three different revenue streams, Trời I guess, ơi. for the business. Sao giỏi quá vậy? <laughs> và um, đến kế tiếp thì tụi này cũng đang chuẩn bị build một cái boutique hotel. So lots of lots of big dreams and quá and... giỏi luôn. <laughs> Làm cách nào mà một người nãy thùy dương đó là chồng thùy dương là làm trong cái lĩnh vực nghệ thuật đúng không quay phim điện ảnh rồi thùy dương là một người mc nói chung là cả hai đều ừ. làm nghệ thuật nhưng mà cái transition nó như thế nào mà từ nghệ thuật sang sang thành doanh nhân thì trong cái thời thời thì trong cái thời gian covid đó thì tụi ừ. này được cái cơ hội được cái cái cái, cái, cái khoảng thời gian để đi học mà đó. ở đó đi học đó ừ. à, học online nhưng mà vẫn là đi học khi mà tụi này bán cái căn nhà đầu tiên đó là đúng ba ngày trước khi cái shutdown đó ừ. thì thùy dương còn nhớ là Thủy Dương nói với ông xã là bây giờ đó Cái này cả thế giới shut down Nhưng mà em vẫn muốn tiếp tục Làm việc và tiếp tục Invest tại vì trong cái thời gian Mà mọi người đang không có sure What's happening, at least we're working on something mm. Và tất nhiên là tụi này May mắn là thời gian COVID Nó, 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 nó làm cho giá cả Của nhà cửa nó lên mm. rất là nhiều mm. Thì đó cũng là một cái may mắn thôi Thật sự ra đó là một cái A gut decision and a courageous decision You know mm hay quá vậy thì bây giờ mục tiêu ở trong tương lai của thùy dương là gì oh wow it's a big big i know you have a lot question um, well đầu tiên nhất là, là thùy dương muốn được trở thành một người mẹ có thể mang đến cho các con của Thủy Dương tất cả những cái gì mà Thủy Dương có thể mang đến cho họ. Thủy Dương muốn hai đứa con của Thủy Dương lớn lên với những cái kỷ niệm hồi họ lớn lên mà họ nghĩ tới cái cái, cái thời gian đó với rất là nhiều tình yêu và gratitude. You know, um, so I want to be an amazing mother and wife. You know, he trong những cái thời gian mà ngồi ở trong trong phòng riêng riêng của mình đó, thì dương cũng đã nghĩ rằng là đó cái quan trọng nhất đó là cái sự thành công behind the scenes happiness uh, how do i explain mm -hmm. this nghĩa là đó nếu mà mình hạnh phúc đằng sau cửa đó like behind closed doors if we are happy then that's the most important thing tại vì nhiều khi đã có rất là nhiều người đó mình thấy họ rất là hạnh phúc bên ở bên ngoài, ngoài. Ừ. nhưng mà bên trong đó đằng sau cái cửa đó thì nó lại không có nhiều những cái sự hạnh phúc như là mình tưởng tượng Đúng rồi. thì thùy dương lại xin là cho thùy dương được cái hạnh phúc đằng sau cửa nhiều hơn là ở ngoài mm. does that make sense so that was my first ask is to have a peaceful family life that we are happy and healthy and we love each other and a lot of happiness so cái đó là cái cái cái, cái mục đích và cái 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 sự mong mỏi mm. đầu tiên nhất cái thứ hai nữa là đã cái sự tiến tới nghĩa là học hỏi đối với riêng mình đó I want to be the best version of myself Nghĩa là what can I do to be the best version of me And the third thing is Khi mà mình trở thành cái người lý tưởng Mà mình có thể trở thành cho mình đó Cho riêng mình chứ không phải cho riêng, cho ai ha Chỉ cho riêng mình thôi ha Thì how do we make a positive difference in somebody else's life cái mà son thích nó lúc nãy mà thùy dương chia sẻ là thù dương muốn đạt được cái sự hạnh phúc cái sự tròn vẹn đằng sau cái cánh cửa đó đó. Yeah. tại vì có nhiều người lắm, sao thấy có nhiều người rất là nổi tiếng, thậm chí rất là giàu có, họ thành công bề ngoài nhưng mà bên trong họ lại rất là đau khổ, yeah. thậm chí là họ tìm đến cái chết nữa. nhiều lắm. thiếu gì những người nổi tiếng mà yeah. diễn viên Hollywood đúng không? Yeah. đó. cho nên đây là một cái sự gọi là rất là quan trọng, cần thiết trong cái cuộc sống của chúng ta mà mọi người đều rất là muốn hướng tới. vậy thì cái bí quyết mà đạt được cái cái sự hạnh phúc đó Đối với Thùy Dương là gì? Thùy Dương nghĩ rằng nó là cái sự biết ơn, uh, biết ơn. Gratitude à. I i don't know how to say gratitude in Vietnamese I think it's Lòng biết ơn Lòng biết ơn đó uh -huh. uh, Mỗi buổi sáng đó Sean uh, Khi mà Thùy Dương thức dậy đó là Thùy Dương cố gắng thức dậy 5 rưỡi sáng Để uhm. mà làm việc Và cái việc đầu tiên khi mà mở mắt ra đó là Có cái lòng biết ơn Tạo lên cái lòng biết ơn Nghĩa là ok uh, Thùy Dương cảm ơn uh, uhm. Ơn trên đã cho mình một cái uh, Cái giường ấm nè uh, Sức khỏe nè một cái gia đình mà mình yêu nè hoặc là tất cả like whatever you want in that moment. So every morning I go through my gratitudes. What are the five things? What are the three things I'm most grateful for right now? Và nhiều khi những cái chuyện đó, nó rất là nhỏ nhoi, nó từ một cái một cái mền ấm cho mm. đến uh, electricity, you know, running water. Oh my goodness. Water. <cười> <cười> running <love> water. <laughs> um, so every morning I think that the the practice of gratitude really helps. I think it's being mindful about the moment. Like mm. nghĩa là mình có những lúc uh, mình mình đang để ý biết đó, mình, để ý. cái sự để ý à. vào cái giây phút ngay bây giờ đó. Đúng, đúng, nghĩa đúng. là chẳng hạn nha, chẳng hạn như bây giờ đó, you and me mm. right now, right. I am thankful for this time that we have together. Right now, Thủy Dương biết rằng là Thủy Dương cũng làm khó Sean rất là nhiều nghĩa là, oh, Thủy Dương không có muốn xuất hiện nhiều, like, là like, không cũng không, like I I don't I don't have the time, like I pushed a lot, right? Uh -huh. It was longer than six months, it was a lot longer than that. Um, nhưng mà đó hiện tại ngay bây giờ Thủy Dương được ngồi đây bên cạnh một người mà thùy dương biết rằng là son đang làm những cái việc rất là cần thiết trong cộng đồng của chúng ta thì thùy dương cảm thấy rất là vui là mình đang ở đây mình đang có cái cơ hội để mà thùy dương mm. nhớ đến những cái kỷ niệm khi xưa và nói chuyện với son về những cái gì mà thùy dương whatever i want mm. I'm, i'm grateful to have this time with you right now so it's being mindful in the moment of what's happening mm. you know thùy dương làm son nhớ đến cái cuốn sách mà son đọc Không biết là thùy dương có đọc cuốn sách the power of now chưa yes uh, Eckhart Tolle Yes, 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 rất là hay ha. Huh? Uh -huh, yes. à, nhiều khi con người chúng ta, chúng ta hay mộng mơ những cái gì mà nó xa xôi. À, chúng ta hay nghĩ về quá khứ, à. những cái việc mà chúng ta không thể nào thay đổi được. Đúng rồi. Và chúng ta lại nghĩ đến tương lai, làm sao mà hướng đến cái tương lai như thế nào? Nhưng mà phần đông thì chúng ta lại quên đi cái khoảnh khắc hiện tại. Hiện tại. Tại. À, yes. tại cái hiện tại mới là cái thật. cho yeah. cảm thấy cái cuốn sách nó rất là hay. Cảm ơn uh, Thùy Dương đã chia sẻ. Nhưng mà khi nói đến cái cuộc, cái câu chuyện của Thùy Dương đó, nó gần giống như là một cái Cinderella story. Tại vì một đứa bé 4 tuổi có biết gì đâu nè. À. Rời khỏi Việt Nam, đi tị nạn, sống trại tại tị nạn 3 năm đúng không? Yeah. 3 năm trời. Rồi cuối cùng đến được, được Úc, cố gắng học hành chăm chỉ, rồi trở thành một thạc sĩ luật. Rồi cuối cùng trở thành một MC tài ba, cộng đồng hải ngoại ai cũng biết tới. Rồi bây giờ lại là một doanh nhân rất là thành đạt nữa. Vậy thì qua những cái biến cố, những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm trải nghiệm của Thùy Dương á, Thùy Dương rút ra được một cái bài học gì mà À, nếu như mà một có một đứa bé gái hoặc là một phụ nữ trẻ mà đang lớn lên đó, mà muốn học hỏi thì Dương thì, thì Dương nghĩ là họ cần biết những, những cái bài học gì? Thùy Dương nghĩ rằng là một trong những cái điều quan trọng một cái tenets that's very important to me là always be the best version of yourself you can be chúng ta cố gắng trở thành một cái con người và chỉ có thi nghĩa là you only you're only competing with yourself and nobody else So you are being the best version of you you can be. Trong mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh. Mm. Đúng rồi. Uh, đừng có like, cái sự cố gắng để mà chỉ có tập trung vào cái cái gì mà bạn đang làm. Nghĩa là đừng có nghe và đừng có nghĩ tới những cái gì mà xung quanh chỉ có focus on what you're doing. Your own happiness to be the best version of yourself so that you can help or so that you can be there for other people. I, I think that that's my biggest takeaway và kể cả đối với các con cái hai, hai đứa con của Thùy dương cũng vậy khi mà uh, họ làm homework hay cái gì đó hay là họ làm một cái gì đó đó Thùy dương hỏi là did you try your hardest was that the best you can do okay i'm happy and i love you nó mm -hmm. chỉ là vậy thôi it's only when they're like oh i didn't really try or you know that's only when well let's talk about that mm -hmm. you know um, otherwise it's like nếu mà you are doing the best that you can that's all that you can do có bây giờ thì Dương nghĩ là để nếu mà quay lại quá khứ là mình có thể thay đổi một việc gì mà mình đã làm không? Ừ, cái đó cũng hơi khó nói là bởi vì tất cả những cái gì đã xảy ra đó ừ. nó shape you nó giúp cho mình trở thành cái người con người mà mình đang bây giờ cho nên là Thùy Dương nghĩ rằng kể cả những cái những cái mistakes những cái uh, lỗi lầm hay là những cái gì mà mình làm sai nó đã giúp cho mình trở thành cái con người mà mình ngay bây giờ cho nên là Thùy Dương I don't think about that as much như một cái bài học mà mình học đúng được, rồi đúng không? tại vì nếu mà nó là một cái cái gì mà mình muốn thay đổi đó thì mình phải lấy cái đó là một cái bài học để trong hiện tại và trong tương lai mình không có làm mm. cái đó nữa. Mm. Does that make sense. Right. Tại vì có những khi mình có những cái interaction nó làm cho mình đau hay là nó làm cho mình cảm thấy không vui hay nó tạo lên những cái sự căng thẳng trong cuộc sống của mình nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có những cái kỷ niệm đó thì làm sao mà mình mình học hỏi được những cái bài học mà mình đã mm. học vì cái người đó hay là vì cái trường hợp đó son hiểu thì dương nói không? Dạ, yeah, son hiểu. Dạ. Yeah. thì bây giờ giữa cái sự đam mê son hơi thắc mắc chút xíu là giữa cái sự đam mê về uh, doanh nhân dường như là thùy dương đã tìm được một cái đam mê mới của mình đó trong cái công việc kinh doanh và cái công việc cái lĩnh vực mà nghệ thuật đó thì cái đam mê nào là là, là mạnh hơn? Um, you You know, đâu, thùy dương nghĩ rằng là đối với thùy dương đó nghệ uh -huh. thuật nó là một cái thời gian trong cuộc sống của mình trong một cái thời gian mà khi mà mọi việc hoạt động rất là mạnh mẽ đó. Um. Uh, nó là một cái khoảng thời gian trong cuộc sống và Thùy dương không biết là có lẽ là nó đã qua chưa nghĩa là nghĩa là mình đã bước vào một cái uh, chapter một cái tập mới trong cuộc sống của mình ừ. nhưng mà hiện tại thì cái đam mê lớn nhất của thủy dương là trở thành một người mẹ tuyệt vời cho hai mm. đứa con của mình cũng như là một người vợ và bên cạnh đó trở thành the best version of myself right. in whatever avenue You know, I'm, I'm, I'm in at the time. Mm -hmm. Hiện tại thì entrepreneurship Being an entrepreneur is very important to me mm. It's something I'm passionate about Tại vì thật sự ra người Việt của mình đó Mình rất là giỏi kinh doanh Tại vì uh, buôn bán hay cái gì đó Người Việt của mình đó Cái đó nó nằm trong máu của mình đó Tại vì Thùy Dương mm. còn nhớ là kể cả Hồi xưa ở Việt Nam Như mình buôn bán ở ngoài chợ Hay là mẹ Thùy Dương cũng buôn bán Đồ, hàng Cái kinh doanh đó nó nằm trong Cái máu của người Việt mình Yeah, I think so mm -hmm. Kể cả khi mà đi sang Phi đó Khi mà làm việc với những người uh, refugees đó mm -hmm. Cái cách mà họ sinh sống Tuy rằng là không, họ không có giấy tờ Là bằng cách là buôn bán Ở mm -hmm. ngoài chợ hay là buôn bán Chợ trời Whatever, like they were doing But that, a lot of that was entrepreneurship Right, right Wow, mừng cho Thùy Dương Là Thùy Dương đã tìm được một cái đam mê <laughs> mới nữa Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại đó Cái thời Mình mình phải khẳng định một điều là Cái thời vàng son trong cái làng nghệ thuật của hải ngoại It's over Yes Nó không còn như xưa nữa yeah. Có bây giờ Thùy Dương tiếc nuối cái khoảng thời gian đó không? Cái cái chữ tiếc nuối nó hơi nó, Thùy Dương không có nghĩ là đúng đối với Thùy Dương mà chỉ ừ. có là cảm thấy rất là biết ơn là đã biết được à. được những cái kinh nghiệm đó trong Hay. cái thời gian vàng son của nền âm ừ. nhạc Việt Nam tại hải ngoại có thể là nhiều khi Thủy Dương gặp anh Trúc hồ bây giờ chẳng hạn hay là mình gặp một người vài ca sĩ mà mình thích đó mà mình nói, trò chuyện đó thì có lẽ là oh my god it's been so long you know thì nó nó có cái cái khoảng cách đó thôi nhưng mà thật sự ra khi mà nói đến tiếc nuối thì Thủy Dương không có nghĩ là cái đó là cái chữ mà Thủy Dương dùng để mà tả cái cái đó Thủy Dương chỉ có nó là một cái lòng biết ơn Đi tại ơn, vì mình được dạ. cái thời gian đó mình được cái cái kinh nghiệm đó. Đúng là một cô MC nói chuyện khéo léo quá. <laughs> à, tuy nhiên là Thủy Dương biết rằng là à, ngày mùng 6 tháng 4 đó Uh -huh. 2024 thì Dương được uh, diễn ngay tại quận Cam này mm. uh, cùng với một vài nghệ sĩ và bên cạnh đó đó là một người nghệ sĩ mà Thủy Dương rất là mê đó là lệ Quyên. Thùy Dương mm. biết rằng là chắc phải Sean. là đây không. Yes that's hey. it. You know lệ Quyên là một trong những người ca sĩ Thùy Dương nhớ là Thủy Dương yêu cái bài hát mm. mà cô hát của nhạc sĩ Anh bằng um, sâu lẻ bóng. Mm. Cho nên là khi mà ban tổ chức có liên lạc với Thủy Dương về làm việc cho cái chương trình này đó thì Thủy Dương nhớ rằng là à, Thủy Dương đã nhận cái thứ nhất là tại vì nó ngay tại quận Cam của chúng ta ừ. cho nên là không cần phải đi đâu xa nhưng mà bên cạnh đó được làm việc với lại Quyên và được ngồi bên cạnh cái gà để mà nghe cô hát <laughs> Why not? <laughs> son không biết nhiều về ca sĩ Lệ Quyên giống như là cái đời tư của cô ta như thế nào thì Son không có rành Son chỉ biết là cô ấy phải nói là một trong những ca sĩ mà rất là thành công khi mà hát nhạc vàng đem cái dòng nhạc vàng như là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Anh Bằng đó đến gần gũi với người dân trong nước nhiều hơn. Vâng, thật sự ra là thùy dương thì cũng không có theo dõi rất là nhiều về ừ. về cuộc sống riêng tư hay cái gì đâu. Ừ. Nhưng mà thùy dương chỉ những cái gì mà thùy dương biết chỉ là những cái interactions right. khi mà mình um, tiếp xúc cùng với lệ quyên khi mà đi show thì phải nói là chị là một người với cái tính tình nó rất là hòa đồng và chị rất là honest, very kind, very hòa đồng với mọi người. thùy dương rất là thích. Cái, cái khi mà đã tiếp xúc cùng với chị trong quá khứ đó thì rất ừ. là thích những cái sự tiếp xúc đó và tất nhiên là một giọng hát cái giọng hát của cô nó rất là khác với những cái cái, cái giọng hát thường thường khi mà mình nghĩ đến chẳng hạn như nhạc quê hương thì mình nghĩ đến những cái giọng hát thật là ngọt ngào ừ. để mà mang những cái dòng nhạc như là dòng nhạc của nhạc sĩ anh bằng đến với quý khán thính giả nhưng Đúng mà rồi. cô thì lại có một cái dòng hát khàn khàn mà nó rất là khác nhưng mà một cái điều mà anh nam Lộc đã từng nói trên sân khấu đó là đầu tiên khi mà mình mới nghe thì mình hơi thấy khó chịu nhưng ừ. mà khó chịu xong rồi tự nhiên lại ghiền nghĩa là tại vì thật sự ra là chị hát những cái nhạc phẩm vàng đó như là Sean nói nó rất là hay ừ. và khi mà được cái cơ hội mà để mà ngồi bên cánh gà để mà nghe chị hát thì I was very very excited <cười> <cười> good for you kính thưa quý vị soley muốn dành một vài phút để mà giới thiệu đến quý vị một live show ca nhạc đầy đặc sắc sẽ được diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024 tại Saigon Grand Center, địa chỉ là 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, California 92708. Với sự góp mặt của MC Thùy Dương và ngôi sao trẻ của The Voice Mỹ là Rachel Nguyễn và một ca sĩ đầy nhiệt huyết là anh Lex Nguyễn. Cùng với ca sĩ Diễm Sương và ca sĩ Lệ Quyên, người mà đã rất thành công mang dòng nhạc vàng đến gần với những khán giả trong nước xin tin rằng đây sẽ là một show ca nhạc đầy hấp dẫn và đặc sắc. Và một điều thú vị nữa là nếu như quý vị gọi vào số phone 714 -703 -6348, thì quý vị sẽ được giảm giá 13% cho những vé đi coi show. Một lần nữa, xin quý vị hãy gọi vào số phone 714 -703 6348 để được giảm giá 13% cho vé đi coi ca nhạc nha. Và So Lê rất là mong gặp gỡ được tất cả quý vị khán thính giả tại show ca nhạc này nhé Vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024 Hẹn gặp tất cả quý vị Chắc bữa này là Sơn phải I'll have to see you there. Yeah, I was gonna say I'll bring my family you know, <laughs> yes. to watch the show okay. Được nghe uh, MC uh, Thùy Dương điều khiển chương trình nữa Bao lâu rồi Thùy Dương chưa đứng trên sân khấu? Um, thật sự ra là mỗi lần mà uh, Thùy Dương được nhạc sĩ Trúc Hồ ừ. Hoặc là Một vài tr uh, chương trình thị nguyện viên Mà Thùy Dương giúp đó ừ. Khi mà có cơ hội để mà làm việc với những ừ. Cơ quan đó thì lúc nào Thùy Dương cũng sẵn sàng Tuy nhiên là khi mà đi Live show thì Trong 2-3 năm gần đây thì Thùy Dương cũng Bớt đi rất là nhiều ừ. Thùy Dương từ chối rất là nhiều là bởi vì uh, Cái thời gian con gái của Thủy Dương Hai cô con gái vẫn còn đang nhỏ cho nên right. là hiện tại thì thùy dương rất là intentional mình xài thời gian của mình như thế nào cho nên là khi ừ. phải đi quá xa xa gia đình đó thì uh, nó làm cho thùy dương hơi uh, khó để mà để mà say yes hơn ừ. uh, thì lần cuối mà thùy dương đứng trên sân khấu trong một cái chương trình lớn như thế vậy thì thùy dương nghĩ rằng là bên cạnh những cái chương trình trên SBTN lớn mà anh hồ làm để mà gây quỹ cho những cái thiên tai đó thì ừ. có lẽ là chương trình trúc hồ live show trúc hồ bốn uh, mươi năm âm nhạc đó là một cái là, nếu mà thùy dương nhớ không lầm là đó là một trong những cái, cái last Yeah. big shows on stage. Phải nói nha, trước khi gặp Thùy Dương, trước khi mà chúng ta nói cái talk show đây thì Son rất là ngưỡng mộ Thùy Dương rồi, những cái công việc mà Thùy Dương làm. Nhưng mà sau cái cuộc nói chuyện này á, nó tăng lên một bậc nữa nha. Oh, thank you. Tại vì tại vì bây giờ mới biết là Thùy Dương là một doanh nhân rất là thành công và bận rộn với công việc. You're very busy. Còn có hai đứa con nhỏ nữa. Nhưng mà những cái chương trình mà Son đi làm phóng sự đều thấy Thùy Dương, chẳng hạn như là những chương trình mà gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa ở quê nhà đó mà thì Dương không có ngại thời gian của mình mặc dù là mình rất là bận mà làm không công nữa, không lấy lương nữa. Thế đó đây là một điều mà sao rất là ngưỡng mộ nha. Kudos to you Oh, thank you. Oh, I got to bring my family. You, you met my kids that oh, day. Oh yeah, yeah, yeah. So no, um thì Dương nghĩ rằng là đã khi là là một cái privilege. You mm. and me, we have a privilege to be invited and to be a part of these fundraising initiatives. It's a privilege to to lend a voice and mm. to to lend a helping hand. Right. So when you can, you do. Because à. tôi nghĩ rằng là đó cái goal, you know, lớn lao nhất của mọi người thật sự ra là how do we leave the world a slightly better place than when we found it. Right? right? And so when we have the chance, we do. Mm -hmm. And you do the same? Thank you. So anh cảm thấy là cộng đồng của chúng ta ở đây đó rất là cần những cái tiếng nói trẻ, những cái công việc sinh hoạt thế hệ trẻ như là um, Thủy Dương um, và ngay cả John Lê cũng vậy. đã đến yes. lúc mà chúng ta nên thể hiện rồi đúng không? <laughs> làm gì đó để giúp đỡ cho cộng đồng rất là cảm ơn son đã um, rất là tích cực với cái chương trình ngày hôm nay son đã không có give up and you mm. were very patient and kind with me i'm very thankful and i thì dương hy vọng là sau khi mà chúng ta tắt cái camera thì we can become friends Okay cảm ơn thì dương rất là nhiều nha son là một người rất là kiên trì đó <cười> <Yes>. <cười> i won't give up <laughs> thank you so much for your time thank you Chúc cho Thùy Dương gặp nhiều may mắn trong tất cả những cái mục tiêu mà Thùy Dương đặt ra trong tương lai nha. Và chúc cho gia đình của Thùy Dương lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nhé. Yeah. Thùy Dương đã kết hôn với đạo diễn Đức Nguyễn và họ được hai người con gái là cháu Kaya Khánh Tiên và Nova Khánh Tiên. Gia đình hiện đang sống tại Huntington Beach, California, nơi họ điều hành ba công ty chính. <laughs> cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay nếu quý vị thích chương trình này xin hãy bấm nút like subscribe hoặc là follow và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi son lê ra video mới và đừng quên hãy xem những video khác của son lê tv nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonlayshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc xâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc xâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, Hắc xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua năm tặng một và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ 299 đô la trở lên. Quý vị hãy order online at www.sonlayshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348 714 703 6348 Cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng trợ cho Sonlay TV. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Teleton Eden Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày thứ bảy 30 tháng 3, chủ nhật 31 tháng 3 và thứ hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, Anh Đi Quách, Hồ Lệ Thu, Thiên Tùng, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng. đánh nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt bốn lọ, Made in Korea, Seoul chỉ 75 đồng Nồi đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng Mắt đá trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Planium MD Made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Minh Ho giới thiệu Giá 2.800, sale 1899 899 đồng Nón mọc tóc Made in Korea giá 2.500, sale 1.599 đồng Nếm cứng chống đau lưng Amante 100% Made in Italy 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng Chỉ 94 đồng một tháng Kế massage Koyo Made in Japan giá 8.000, sale 5.999 đồng Kế massage 17.000 đồng Modo 2024 Lander Best Luxury Medical Chair Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Trị liệu đau nhức mỏi mệt rất tuyệt vời Chỉ 354 đồng một tháng Trả góp 4 năm không tiền lời Dương trị liệu massage nhiệt Seragem Master v set Made in Korea Với các chức năng kéo giảm cuộc sống Và châm cứu nhiệt giá 8.000 sale 5.999 đồng Trả góp không tiền lời Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ Trong nhạc hội Hoa Anh Đào Vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí Trong suốt 3 ngày 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Terracon Eden Center Washington DC 703 237 8999. Trang nhà terracon.usa.com. Easter Easter big 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 sale 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 sale, sale tại Happy to Easy. Đại hạ giá cho nệm cao su cứng chống đau lưng, frame giường mua 1 tặng 1, các loại gối nhỏ chỉ 99 sen một cái. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su, nệm memory foam cứng chống đau lưng có nhiều độ cứng khác nhau, 100% cao su thiên nhiên, có finance không tiền lời, có shipping đẹp cao su đi các tiểu bang. Easter Big Sale tại Happy to Easy 714 897 6100 hay 714 487 7889. Kính mời quý cô chú anh chị ghé thăm quán ông trẻ tại Houston, Texas. Quán được thiết kế theo phong cách trẻ trung, khang trang và sạch sẽ. Ngoài cà phê và bánh bê nhê trứ danh, menu của quán được bổ sung nhiều thức uống và đồ dessert phong phú và đa dạng, giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, có món bánh cuốn gia truyền 103 năm, trải dài bốn thế hệ, từ Bắc vô Nam và sang tầng đến Hoa Kỳ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Không chỉ có khách Việt Nam, quán còn thu hút rất nhiều các sắc dân khác đến thư giãn và gặp gỡ cuối tuần với chương trình nhạc sống, hát cho nhau nghe, rất vui tươi, nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng. Quý đồng hương phương xa, nếu có dịp ghé thăm thành phố Houston, Texas, hãy ghé thăm quán ông trẻ trong khu Kim Sơn. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị.